Hôm nay 29 tháng 10, lãnh đạo Công an thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 10, tổ tuần tra Công an phường Đông Hòa, thành phố Dị An phối hợp cùng lực lượng dân phòng, câu lạc bộ phòng chống tội phạm tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường. Khi tổ tuần tra đi đến tuyến đường Thống Nhất thuộc khu phố Tân Hòa thì phát hiện 8 thiếu niên đang tụ tập có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 5 dao tự chế các loại nên đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Tại trụ sở, các đối tượng khai nhận nhà ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, có độ tuổi từ 14 đến 15 tuổi, trong lúc đang chờ nhóm kia đến để tỉ thí thì gặp công an. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Dị An tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.